đồ gỗ huyện thẳng ghê đó. Bộ máu cũng mang lên đây à? Thì tao bảo thôi. Tao bảo cái thái, tao bảo thái nói gì đâu. Bình thường mày gì vậy? Tao có cảm có cái gì cảm ơn chứ không. Chứ có cái gì chứ bên nào không chiều ai cả. Coi vào, anh em vào cứ ngồi bộ rồng này này, ngồi sướng đi. Thôi đi, vậy đi chỗ khác đi, mày đứng. Vào xem bộ rồng này này. Thôi ơi, mai làm cái bộ này ngồi nó phải thướng. Bộ rồng này nhìn không phải mà anh nhỉ. Thôi đi đi. Đi đi. Nửa đây. Nửa đi. Đi. Đồ gỗ Ngọc Sơn à? Sập này như sập ngoài kia nhỉ? Hơi! Ui, mày cứ đùa. Bịt mặt nó phá đường. Hết rồi. Xước ốc của họ ấy. Này mẫu, cái này nguyên nguyên sợi ốc nhỉ? Đây này, mua cái ốc này có tiền rồi này. Cái thịt này cái này phải làm tốt.